Hello, xin chào Nham đã quay trở lại kênh Anime China. Bà con ai đang bị ế, hãy gọi cho tôi cam đoan chữa khỏi 100%. Bởi vậy, khi Tiêu Viêm từng alo cho mình cho bí kíp tán gái là lấy ví để dụ, thì Viêm Chẩu đã có các dàn hai gem rất đông. Trong đó Viêm Chẩu đã khám phá hang núi rừng rậm khe núi đầy nước cùng với em gái Vân Vận là ma thú sơn mạch. Với cái tên Vân Chi hay là Vân Vận, còn Tiêu Viêm thì được đổi thành Dược Nham. Hai người đổi tên của mình để quan hệ bằng miệng cho dễ, là một mồm nói chuyện cho nó được tự nhiên. Ở video này anh em cùng mình bình luận cuộc đời Vân Vận tông chủ Vân Lam Tông và Hoa Tông. Thứ nhất, Vân Vận là tông chủ của Vân Lam Tông. Vân Lam Tông thuộc vùng đất của Gia Ma Đế Quốc, là nơi được coi là thánh địa tôn nghiêm của giới cường giả. Tông chủ đời trước của Vân Lam Tông là Vân Sơn, một thanh niên già đạt đến cấp bậc đấu hoàng, nhưng chính xác là pha kè đấu tông, và cũng nằm trong thập đại cường giả của Gia Ma Đế Quốc. Về sau thì Vân Sơn làm chức to quá, có vẻ ăn nhiều chơi chán rồi, nên ông đã về vườn ở ẩn tạm thời, đồng thời nhường lại chức vị trưởng môn nhân cho đệ tử Vân Vận lên làm thay. Lúc này dưới điều hành của Vân Vận, Vân Lam Tông càng ngày càng đi lên về số lượng cũng như chất lượng của các đệ tử. Các đệ tử con trai, con gái thường xuyên trao đổi bộ môn đấu vật trong 69 tư thế cổ truyền để nâng cao kinh nghiệm và sức khỏe của bản thân. Ngoài ra Vân Vận đã nhận Nạp Lan Yên Nhiên làm đệ tử và kết nạp Nạp Lan Yên Nhiên vào trong hội gái cực ngon nhưng ế chồng của Đấu Phá Thương Khung. Sự thật thứ hai, quan hệ nhiều và rộng của Vân Vận tại Gia Mã Đế Quốc. Từ nhỏ Vân Vận được Vân Sơn nuôi dạy truyền đạt kiến thức các công pháp đấu kỹ, giúp cô nhanh chóng trở thành một cường giả đấu hoàng. Và Vân Vận cũng đã trở thành một hot girl với vẻ đẹp, nghiêng xe máy, trái ô tô, lật xe thồ, cong vành xe buýt. Trong một lần Vân Vận mua đồ đi rừng vào trong ma thú sân mạch tìm tử linh tinh, cô đã phải giao tranh ăn con quái khủng tử tinh dực sư vương. Với sức mạnh hai bên ban đầu khá là ngang trình, nhưng kết quả cuối cùng tử tinh dực sư vương đánh cho Vân Vận rách nội y áo lót ngực trong người. Cũng vì vậy cô ôm ngực trườn mắt khỏi pha giao tranh để hồi phục. Tuy nhiên Vân Vận đã bị ngất không lâu sau đó, thì đúng lúc đó Tiêu Viêm đã nhìn thấy và bế cô đưa vào trong hang động của mình sinh sống để cứu chữa. Hắn được sự chấp nhận của Vân Vận nên đã được cởi áo trên người cô ấy và lấy thuốc đắp vào chỗ thịt phình to to trên ngực đang bị thương. Tất nhiên thằng Tiêu Viêm cũng không dám dùng tay trực tiếp sờ nắn vào mà chỉ đổ thuốc vào mà thôi. Trải qua vài ngày nói chuyện nhắn tin qua lại, Tiêu Viêm đã lấy tên nickname sống ảo là Dược Nham, còn Vân Vận được gọi là Vân Chi. Và đây cũng là thời gian Vân Chi ở cùng với Tiêu Viêm, là những ngày tháng nuốt nước bọt, ăn cá nướng không thể quên trong cuộc đời, vì cô đã bỏ được cái mác chủ tịch tông chủ Vân Lam Tông. Thậm chí khi Vân Chi ở cùng với Tiêu Viêm, gần như là cô bị Tiêu Viêm bóc jean xem qua một lần trong vài chục năm chưa ai dám đụng vào. Và những thứ Vân Chi đã thể hiện trước mặt Tiêu Viêm là một người phụ nữ đảm đang của thế hệ hiện đại. Việc thứ nhất, mặc dù cô là một cô gái không biết nấu ăn, nhưng sau khi xào nấu lung tung thì ai cũng phải cố gắng vừa chảy nước mắt vừa ăn vừa khen ngon. Cô từng vụng trộm nương cá theo một số công thức gia vị của Tiêu Viêm hay cho vào, nhưng Vân Chi lại lấy nhầm lọ thuốc kích dục của Tiêu Viêm bỏ vào cá. Vì thế hai người được một bữa vườn nhau ra trò. Cũng may là Dược Lão không thích xem cảnh trai trên gái dưới hay gái trên trai dưới, nên đã chỉ cách giảm đi sự hứng phấn của hai người là ngay sau khi Tiêu Viêm và Vân Chi đã hết hiệp một màn dạo đầu, chuyển sang hiệp 2 không phải cảnh giường chiếu mà cảnh nằm ngay tại sàn đất giữa Tiêu Viêm và Vân Chi, thì đã bị ngăn cản kịp thời. Sự thật thứ ba, Vân Vận và Tiêu Viêm có quan hệ như thế nào? Thứ nhất, sau khi Vân Vận và Tiêu Viêm nhiều ngày ở trong ma thú sơn mạch, cô đã đề ra chiến thuật tác chiến là Tiêu Viêm sẽ lẻn vào hang động tử tinh dực sư vương sinh sống lấy tử tinh linh, khi mà Vân Vận sẽ dẫn dụ tử tinh dực sư vương ra một chỗ bản đồ khác để chiến đấu. Vì vậy Tiêu Viêm đã thành công ăn cướp được tử tinh linh, nhưng vì trong lúc ăn trộm xảy ra một ít sự cố nên Tiêu Viêm đã bị thương có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy Vân Vận đã giúp hắn trị thương, đồng thời cô để lại cái áo lót ngực hải tâm chi giáp của mình cho Tiêu Viêm phòng thân. Thứ hai là khi Vân Vận trở về Vân Lam Tông thì cô ấy được bác sĩ luyện dược sư Cổ Hà mời đến xa nhân tộc một chuyến để trợ giúp hắn lấy con dị hỏa thanh niên địa tâm hỏa. Vì vậy sau khi Mirotoa dùng hợp dị hỏa không thành công thì dị hỏa đã được một thanh niên bịt mặt bế đi mất, nên Vân Vận đã băng xe bám đuôi thanh niên đang cầm dị hỏa, thì thanh niên ấy chính là Tiêu Viêm mới chết. Do đó mà hai người một lần nữa vô tình chạm thịt nhau, và Vân Vận đã để Tiêu Viêm rời đi trong an toàn. Tuy nhiên cô đã bị đám tộc trưởng xa nhân tộc với đám hội đồng, nên Vân Vận nghĩ lần này sẽ không qua khỏi đắp mộ tại nơi đây. Nhưng Tiêu Viêm đã cải trang và nhờ sức mạnh của Dược Lão đã giúp Vân Vận đẩy lui bọn rắn xà nhân tộc.
Thứ ba là sau khi Tiêu Viêm đánh bại nạp đan yên nhân tại Vân Lam Tông, thì khi trở về Tiêu gia, Tiêu Viêm đã nghe tin từ tổ tư vấn tại chỗ người nhà bên Tiêu gia là Vân Long của Vân Lam Tông đến đập phá nhà mình, nên ông bố Tiêu Chiến của Tiêu Viêm đã bị thất lạc mất tích. Do vậy Tiêu Viêm đã chạy lên Vân Lam Tông nói đạo lý và kiện Vân Lam Tông về hành vi lần này. Cũng may là Tiêu Viêm không dương tính với chất kích thích, nên hắn đã gặp lại Vân Chi. Thì bây giờ Tiêu Viêm và Vân Vận mới hiểu rằng Vân Chi chính là Vân Vận tông chủ của Vân Lam Tông, còn Dược Nham chính là Tiêu Viêm người chồng hụt của đệ tử Nạp Đan Yên Nhân. Vân Vận lúc này không ngờ rằng thế giới 7 tỷ người, đến nỗi người yêu cũng có thể trùng hợp được. Thế nhưng lần này Tiêu Viêm không đến đây để tâm sự chuyện yêu đương, mà bởi vì sự việc của cha hắn, nên hắn trong lúc sử dụng tay chân đánh lộn thì chủ không may nó phải đã giết chết Vân Lăng. Nói chung là cũng tại Vân Lăng một phần. Khi Tiêu Viêm sử dụng bom Phật Nộ Hỏa Liên thì Vân Lăng không biết đường né sang một bên, mà hắn lại tự nhiên đâm đầu vào quả bom Phật Nộ Hỏa Liên của Tiêu Viêm cầm trên tay và tự dưng lăn đùng ra đất ăn vạ chết. Bởi thế Tiêu Viêm đã đổi nhất ra Ma Đế Quốc khi hắn đã bị Vân Lam Tông gián ảnh truy nã tìm trẻ con thất lạc khắp bản đồ. Nhưng Tiêu Viêm đã nhiều lần thông chốt thành công từ điểm gây án chạy đến cửa khẩu Gia Ma Đế Quốc để chạy về phía học viện Già Nam, thì hắn không may đã được Vân Vận túm được. Nhưng cô ấy vì tình cảm của phi công Tiêu Viêm đối với mình nên vẫn cho hắn thông đường đi qua. Cũng vì vậy Vân Sơn sư phụ của Vân Vận không thấy hài lòng, ông đã bãi nhiệm chức vị tông chủ của Vân Vận và Vân Sơn đã lấy lại chức vị tông chủ cho mình. Ngoài ra thì Vân Vận trải qua 5 năm này, cô được Vân Sơn sắp xếp chỗ sinh sống là trại cải tạo trong Vân Lam Tông. Đồng thời Vân Sơn khóa toàn bộ đấu khí của Vân Vận để cô suy nghĩ những hành vi trong đêm tối của mình đã làm ra với Tiêu Viêm. Sự thật thứ tư, Vân Vận ở Trung Châu. Thời gian ở học viện Già Nam, Tiêu Viêm đã nhấc điện thoại gọi rất nhiều anh em giang hồ mạng tại Hắc Giáp Vực là hãy cùng hắn chạy lên Vân Lam Tông đòi món nợ 5 năm trước. Ngay sau khi Tiêu Viêm vừa hoàn thành nghĩa vụ cai cấp trở về Gia Ma Đế Quốc, thì Tiêu Viêm đã nhận được thiệp cưới của người yêu cũ Vân Vận. Tất nhiên là Vân Vận không hề cắm sừng Tiêu Viêm, đó là do Vân Sơn ép buộc Vân Vận phải làm đám cưới mà thôi. Nên Tiêu Viêm không cầm phong bì đi đám cưới, mà chạy sòng sọc phá nát cái đám cưới của Vân Vận và Cổ Hà đang diễn ra. Đồng thời Tiêu Viêm đã bẻm chết Vân Sơn và giải thể Vân Lam Tông không lâu sau đó. Bởi vậy Vân Vận đã lựa chọn phương án chia tay Tiêu Viêm là cô cùng Nạp Đan Yên Nhiên đi đến Trung Châu để sinh sống. Ở Trung Châu, Vân Vận và Nạp Đan Yên Nhiên đã gia nhập Hòa Tông. Đây là một môn phái có danh tiếng, nhất điện, nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phương các. Trong một lần Vân Vận và Nạp Đan Yên Nhiên mù đường đi lạc vào một ngọn núi, cô đã phát hiện ra Hoa Bà Bà trong một hang động. Tuy nhiên vì thân thể của Tương Hoa bà già bị bại liệt hai cẳng, nên Vân Vận mỗi ngày đều đến chăm sóc nhiệt tình. Mặc dù lần đầu Vân Vận gặp Hoa Bà Bà, cô đã bị Tương Hoa bà già đánh bị thương mất máu từ hai mồm trên và dưới. Trải qua thời gian 2 năm, Vân Vận đã được Hoa Bà Bà chấp nhận về sống chung cùng với mình và Nạp Đan Yên Nhiên. Nhưng vì sức khỏe của Tương Hoa bà không còn trụ vững được bao lâu nữa, trước khi ngỏm, bà đã cho Vân Vận biết thân phận thật sự của mình, chính là tông chủ của Hoa Tông hiện tại. Nên Hoa Bà Bà đã để lại ngọc bội tín vật tông chủ của Hoa Tông, nhường lại cho Vân Vận lên làm chủ tịch của Hoa Tông và phong ấn toàn bộ đấu khí cả đời mình vào người Vân Vận. Vì vậy mới dẫn đến cảnh Vân Vận bị Hoa Cẩm đệ tử chỉ đại của Hoa Tông đã tự cho mình là người nắm quyền điều hành Hoa Tông, và Hoa Cẩm đã có màn đánh ghen túm tóc bạt tai đồn Vận trả lại ngọc bội và đấu khí của Hoa Bà Bà phong ấn. Tất nhiên là Vân Vận chỉ có thể đưa ngọc bội, còn về phần đấu khí thì tuổi gì đòi lấy, vì đấu khí rút ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Vân Vận. Vì vậy Hoa Cẩm cùng với chồng của mình tên là Yêu Quân Tà Hoa Song Kiếm Hốc Bích đã tổ chức một trận solo với Vân Vận. Cũng may là Nạp Đan Yên Nhiên chạy đến Tinh Vận Các báo tin cho Tiêu Viêm, nên Tiêu Viêm thấy người yêu cũ đang bị đánh xù đầu, hắn đã vì tâm hồn của Vân Vận mà phi đến Hoa Tông nhanh chóng xem có ăn uống được gì nữa không. Cũng may phút bù giờ thứ 45 Tiêu Viêm đã đến kịp thời với Vân Vận, và hai người đã giành thắng lợi trước Hoa Cẩm và Yêu Quân Tà Hoa trong lần đánh giao hữu. Sự thật thứ 5, Vân Vận lên làm tông chủ của Hoa Tông. Sau khi đánh bại Hoa Cẩm và Yêu Quân Tà Hoa, Vân Vận không thích làm tông chủ, nhưng cô vẫn phải ngồi lên làm chức vị tông chủ của Hoa Tông. Ngoài ra Vân Vận còn được Tiêu Viêm đưa vào phòng thông rất nhiều thứ, như là kinh mạch, đấu khí và một số chỗ lung tung khác. Vì vậy tình hình sức khỏe của Vân Vận trở nên rất tốt và bắt đầu ăn rất tốn cơm. Trải qua một khoảng thời gian tại Hoa Tông, Vân Vận đã đích thân dẫn các đệ tử đi tìm kiếm bồ đề cổ thụ tại cổ vực Hoang Mang. Tuy nhiên vì nhan sắc lẫn sắc thịt của đệ tử con gái Hoa Tông là cực phẩm cực hiếm, nên Thiên Minh Tông đã ra tay quật ngã từng người một của Hoa Tông. Thế nhưng lúc này tổ đội của Tiêu Viêm Tiểu Y Tiên Thái Lân đã xuất hiện và giải cứu Vân Vận cũng như những người khác của Hoa Tông. Vì vậy sau khi Tiêu Viêm muốn thành lập liên minh huyền thoại ở Trung Châu,
thì Vân Vận không phải là người quyết định hoàn toàn cho Hoa Tông gia nhập Liên minh Huyền Thoại. Do Hoa Tông còn có các trưởng lão đạt tới đấu thanh mới là quyền quyết định. Dĩ nhiên vì hồn tộc quá lộng hành, chấm người như chấm chuối, nên sau khi thảo luận khá kỹ càng, thì Hoa Tông theo ban chỉ đạo tổ tư vấn cấp cao, Hoa Tông đã góp mặt tại Liên minh Huyền Thoại. Sau khi Tiêu Viêm đánh bại hồn tộc, hắn không tổ chức đám cưới với Vân Vận, mà có ý định cặp bồ qua Zalo với Vân Vận. Khi hắn từng nhắn tin qua nạp đàn yên nhiên là Vân Vận có đồng ý quay trở về rừng rú khe núi ma thú sơn mạch với hắn không. Cảm ơn anh em đã xem hết video.